Hello mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ review cho mọi người một món ăn, đó là món cà. Cái này là do đầu bếp ED nhưng mà phiên bản là của cô gái Zara làm nhé. Đây là cà. Cà này gọi là cà gì anh? Cà ong giặc. Cà ong giặc luộc với cá hấp. Có cả ớt nữa. Đây, trước khi làm món này mình sẽ đổ nước ra. Cái này là luộc xong rồi nha mọi người. Đây, đổ nước ra khỏi cái khay. Hoặc là trên con bún. Đó, như thế này nha mọi người. Sau đó chúng ta sẽ dầm nó. Sẽ dầm nó. Lấy cái tẩy. Tính tẩy trên sóc băm bò. Đó. Chúng ta sẽ dầm nát nó như thế này. Phiên bản của ED thì cần rất là nhiều ớt, nhưng mà nhảy sang Zara chỉ cần 2 quả ớt này là đủ tê tê rồi nha mọi người. Sao giờ vậy bà nó? Còn tao nhớ con, 1 phút mà. Chúng ta sẽ dầm nó nát hết nha. Quay hả? Để quay đây, quay bên này. Nó quay đi. Nên quay này. Đi quay cái là cháu. Vừa quay bò hả? À, sau khi chúng ta dầm nát như thế này nha, chúng ta lại tiếp tục đổ nước nó vô đây. Món ED nè. Mệt bài, im bệ bài. Nè, xong. Chúng ta sẽ bỏ hành ngò vô nhăn. Đó, như thế này nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ khuấy. Khuấy. Đã xong nha mọi người. Lem lem và thưởng thức thôi. Ăn chung với cơm với lá mì xào hơi siêu cay nha mọi người, quá cay luôn. Nem nem sẽ là món còng rắn, rắn thịt rắn. Rắn gồm có riềng, ớt, ngò gai, hành. Bye bye.